Technology Onkyo 812EX gửi cho anh khách ở Hải Dương. Một con âm ly khá đẹp, bãi zin tuyệt đối luôn và đang hoạt động hoàn hảo. Khách ở thành phố Hải Dương, âm ly đánh hai cầu loa A cộng B, có bát chép lao lướt đầy đủ. Đây đang chạy đường CD. Sông dùng dài, con sông không chảy, sông chảy vào lòng miền Huế rất sâu. Dòng loa Nhật hoặc dòng loa Bông, dòng loa Bruxelles của châu Âu, của Mỹ rất hay.